15. Anh bạc ma không nó rách thế này. Đó là có ship này. Phú Yên nè. Đúng rồi. Phú Yên ngày 15 này, ngày 1 tháng 5 này. Rồi. Đâu lấy hơi tạ nào lấy đi. Hả? Rồi sao sao hả bạn? Đâu lấy chưa? Chưa, em nói rồi. Đâu đâu đâu. Số số miền miền Trung. Vâng. À, hồi bữa có số 15 nè, đào nè. Nhưng mà nhưng mình coi lại nha. Bây giờ con có là bữa đồ quánh số đề. Mua số đề luôn mà. Mua con 15 rồi có gì có số đề cái lần cái cẩu cái hết gần hết giờ mất đó cái nó không nhận. Rồi có số rồi có y 15 luôn không? Của con làm đào luôn. Bữa đó là nhớ là 15 đầu không nam đuôi. Đúng rồi. Đủ má. Bữa quýnh số đề quýnh đào rồi vô hấu bọt kìa. Bọt đủ mà nó quánh cái hết giờ mất nó vô là lui cui luôn. Này. Cái cỏ ngồi vườn cái chừng nhớ thôi. Cái à, 15 vô cái là đủ mà. Trễ già mất phải không? Trễ già. Phú Yên. Trễ à, mà trễ còn là... Trễ còn 10 phút vậy mà nó không tiện ngày đó. Ngày 1 tháng 5, ngày... Ngày 1 tháng 5. Ừ. Ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lưu động đó chứ. Thì đúng rồi. À, ngày đó nếu mà đừng có đi lo. Lo chơi thôi chứ mua số đề là vô rồi. Mua vô số trúng rồi mua số đề. Anh mua cái màu tạ mấy nè. Mua cái màu tạ mấy à. Thì cũng mua cho vui rồi mà. Rồi để lái cho anh. Bây giờ anh lái hơi tạ phải không? Rồi. Rồi sao cho ba số trúng để đây. Rồi để đó đi. Rồi. Em dễ mà. Rồi sao cho hơi đào rồi lái đi. Em là chủ thời sao hơi đây nè. Thời sáng là còn được. Không. Ê, cái hàng quán số đề không? Số đề à? Ừ. Không, số đề em không có quán. Ê, em không có quán không? Quán số đề à? Ừ. Cũng thấy số biết tôi quán. Thấy cách lắm mới quán. Ê, rồi chị nào quán không bả, sao bả không? Chị không có mà mua. Đúng rồi nè, không bả sao bả à? Ừ. Không bả sao bả hả bả? Em còn không biết hết. Lý do là có sâu này. Không phải sao bả cơ bả phải không? Lý do là đẹp không? Hôm trưa nằm ngủ mà có sao nó dậy động mà thấy lửa. Đúng nè, không bả. Không bả sao bả hơi bả hả? Không bả nè. Sao bả nè, hơi bả nè. À cho thấy lửa là quấn không bả sao bả hơi bả. Thì nó có cái gì đâu. À rồi, anh lấy hơi tờ. Là thôi là cho anh tóm chọc đi. Rồi anh cái số 15 nè. Đó rồi. Anh bảo kiểu đại này nè. Cái này à, mai không dập. Lý do là máu gì lại nó nè. Không, có giữ đi. Bao nhiêu, bao nhiêu. Thôi anh tóm chục nữa là được. Lý do là gì? Thôi anh tóm chục nữa. Đó, em lên Google thử nó như thế nào. À, đúng rồi. Ý là nói với anh chiều Nam có bạn đó. Không bả sao bả hơi bả phải không? Anh cũng quánh nó về trực tiếp. Rồi, thấu tiền nhanh đi. Thấu tiền nhanh anh mua hơi tờ. Là hơi chục ngon, thấu là tóm chục ngon. Mua ngày 1 tháng 5, ngày là... ba mươi tháng tư ngày 1 tháng 5 à, quốc tế lao động mà bữa anh do anh dạy cỏ trẻ ra không có số đề vô luôn rồi à qua à, bữa 15 ngàn roa liên tục luôn mà đào đủ rồi à, bữa 15 bữa đó ngàn roa bữa sau roa trước đó rầm lô bữa sau roa đào bữa sau roa đào tiếp đúng đầu roa đào tiếp nó ông này ông cho số này. Không bả sao bả hơi bả là ngày hôm nay đó số đề đó ai giấy số đó ngày mưa bây giờ nghe mưa bây giờ chứ số đề mưa bây giờ chứ không mưa giờ cái chuyện không có hả trả hết rồi trả cát giấy rồi bữa sau giờ trả nhanh vậy dạ ông mình ở đây xuống Tịnh Hòa xuống Quan Ngữ nữa nó xoa nghe à bỏ giờ máy rồi mưa rồi kệ nó đây mưa lạnh cũng được miễn vô xô vô thôi mơ lạnh cũng được. Không ấy là nó số chiều nay chứ. Tham chiều nay thấy số rồi, thấy giấy rồi. Chừng này mới à. À. Cho nó biết đâu mà. Ê chứ không để quan lậu. Số mà. Số. À. Số là nãy số còn nguyên vậy. Rồi rồi. Thôi cảm ơn anh nha. À. Hôm bữa anh mua ở đây phải không? Không. Mua vậy mà trúng mới nào mới đổi. Mà ông rách trời đi số rồi. Rồi rồi. Rồi 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 cảm ơn anh. À.
Ai à, cũng số 15 bữa đạo đó, bữa nào bữa đổi. Hả? Mua tờ. Tờ tờ anh mua hơi tờ. Vậy thôi. Tờ giờ ông rảnh không tờ? À sao đó? Ông chở má vô ông cát cho muốn khóa tôi với. Có trăng nhòa và khu khóa xe và con nó cắt cái đầu giờ. Cảm ơn quý vị anh chị theo dõi video của em. Rồi. Chúc anh chị chiều nay may mắn phát lộc vô tài.